Cái mùa Tết này thì tôi mới biết một cái quán buffet lẩu nướng ở quận 7 mà chỉ từ 109 cành mà ăn tẹt ga luôn, với hơn 40 món từ cả món nướng, món nhúng lẩu, đặc biệt là nhiều món chế biến sẵn rất là ngon mà ít chỗ có. Từ đường Nguyễn Thị Thập và Mai Văn Vĩnh, rẽ trái vô đường 45 là quán nằm tay trái đường nha. Buffet bingo chi nhánh quận 7 thì giờ về đây rồi nè. Quầy lái buffet đa dạng bao gồm một khu hải sản như là tôm càng, bạch tuộc, nghêu cá, ốc nhồi và các loại rau nhúng lẩu. Một khu quầy lái khác với lại các món thịt nướng từ bò, heo, gà, ếch, mực, bạch tuộc, véo heo với đủ kiểu chế biến ăn không có bị ngán đâu. Thêm một cái khu trưng bày các món viên nhúng lẩu mà mình có thể lấy thoải mái mà không giới hạn số lượng lẫn thời gian luôn nha. Thực sự là Phúc thích mấy cái món chế biến sẵn ở đây nhìn bắt mắt ghê á, như là ghẹ, gỏi bò trứng, chân gà cháy tỏi, gà ủ muối hay là cà ri chấm với bánh mì ăn cũng xuất sắc nữa. Một khu quầy lái nước ép, khu trái cây và các món tráng miệng, một khu rau củ xà lách cùng rất là nhiều loại sốt chấm thịt nướng mà phải kể đến như là muối ớt xanh đỏ, sốt BBQ, sốt Hàn Quốc hay là phô mai trứng muối. Với các món nướng thì mình sẽ nướng trên chảo gang có lót giấy nến cho sạch sẽ nè. Gói buffet cụ thể như sau: nếu như mà mình đi buổi trưa thì sẽ tiết kiệm hơn với lại vé nướng chỉ có 109 cành. Các bạn muốn ăn lẩu thì thêm 10 cành, full combo nướng lẩu nước thì thêm 10 cành nữa. Nếu mà mình đi buổi chiều thì vé nướng sẽ là 139 cành nha. Thêm lẩu thì 10 cành, nước uống thì thêm 15 cành nữa. Ngày nào mà có trà sữa thì sẽ phụ thu thêm. Phúc thấy cái chỗ này nhân viên dễ thương nè, không gian yên tĩnh lắm mà món ăn cũng được đảm bảo refill liên tục nữa. Mà lẩu nấm ở quán này thì công nhận là ngon thiệt, mấy bà đừng quên thử nghe.